Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 10 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp trong tỉnh có nhiều hoạt động quan tâm các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam. Nghị lực của cô giáo khuyết tật Phạm Thị Lý ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. 100% mẫu nước thành phẩm đều đạt chuẩn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tới kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tới kiểm tra điểm thi Trung học phổ thông Hưng Yên và Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao các điểm thi đã phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, bố trí đầy đủ lực lượng và chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Đầy đủ các vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay và máy đo thân nhiệt, đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ giáo viên coi thi. Kỳ thi nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, không tụ tập đông người nơi cổng trường, vừa đảm bảo an toàn thi, vừa góp phần giãn cách xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế thi, nhất là trong các khâu vận chuyển bài thi, chấm thi, thực hiện đúng lịch trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Buổi sáng hôm nay, các thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội theo nguyện vọng đăng ký. Buổi chiều, thí sinh thi môn ngoại ngữ. Nhiều thí sinh đánh giá bài thi tổ hợp không khó, phù hợp với những biến động trong học tập vì ảnh hưởng của dịch COVID trong thời gian qua. Môn tiếng Anh được đánh giá có độ phân hóa thí sinh. Em đăng ký thi môn khoa học xã hội ạ. Em cảm thấy là đề thi này là khá vừa sức với các bạn ạ. Môn địa, môn công dân thì em nghĩ là khoảng 90%, còn môn sở thì chắc là chỉ 80% thôi ạ. Tổ hợp của em chọn là khoa học tự nhiên ạ. Thời gian mà đi học thì các thầy cô ôn các bài tập khá là gần sát với đề thi ạ. Đề phù hợp với cả cái mục đích là xét tốt nghiệp ạ. Tuy nhiên là kiểu hai bài đọc và mấy câu ngữ pháp thì vẫn có chỗ để lừa học sinh, nhưng mà các bạn nào có cái tư duy tốt thì vẫn có thể vượt qua được, nhưng mà để trên 9 là hơi cũng không phải là một cái thử thách. Toàn tỉnh có một trường hợp thí sinh vi phạm quy chế trong thời gian thi môn lịch sử đã được xử lý theo quy định, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông 2020 tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức thi. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020, chủ trì hội nghị. Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020. Các cơ sở giáo dục đại học chỉ tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Tỉnh Hưng Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi. Ngoài ban chỉ đạo cấp tỉnh, Hưng Yên thành lập các ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố, thị xã. Đây là điểm khác biệt so với nhiều tỉnh, thành trực thuộc trung ương khác. Trong 2 ngày thi, mùng 9 và mùng 10 tháng 8, tất cả các điểm thi trong toàn tỉnh đã thực hiện bài bản các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thí sinh và giáo viên được đo thân nhiệt 2 lần ở cổng trường và trước khi vào phòng thi, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, khu vực rửa tay đảm bảo vệ sinh. Phụ huynh học sinh đồng thuận, ủng hộ, không tụ tập đông người trong thời gian làm bài. Toàn tỉnh không có trường hợp thí sinh bỏ thi do dịch bệnh. Bản thân của những người phụ huynh chúng tôi đưa con em đi phải nói là cũng rất là phấn khởi. Nhà trường lại tổ chức cho các em những cái lớp 11 là tiếp đón, rồi là động viên ra trao nước để cho các thí sinh chuẩn bị vào phòng thi. Thì ở đây tôi thấy là rất là tốt ạ. Công tác phòng chống dịch ở trường rất là nghiêm túc ạ. Và các giám thị coi thi thì cũng rất là nghiêm túc ở trong phòng thi. Nhiệm vụ bảo đảm an toàn thi được thực hiện bài bản chặt chẽ. Hưng Yên huy động hơn 2.000 cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, giám sát, thanh tra, kiểm tra và phục vụ bảo vệ an toàn thi. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh có một trường hợp thí sinh vi phạm quy chế đã xử lý theo quy định. Công tác tổ chức kỳ thi được đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Tôi đánh giá là chúng ta đã tổ chức bài bản, chặt chẽ, khoa học và đã kiểm soát được tình hình kể cả về dịch mà cũng như công tác an ninh. Hoan nghênh với Hưng Yên là đã tổ chức là giao bài vào cuối buổi cuối ngày thi. Đây là một khâu rất là tốt.
Tại hội nghị sơ kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn còn nhiệm vụ quan trọng là khâu vận chuyển bài thi và chấm thi. Đồng chí yêu cầu cán bộ làm nhiệm vụ phải thực hiện đúng chuyên môn, nghiêm túc và đúng quy chế. Công tác đảm bảo an toàn, thanh tra, giám sát khâu vận chuyển bài thi, chấm thi phải được tăng cường và hết sức coi trọng. Trước thông tin bệnh nhân 785 làm việc trong khu công nghiệp Thăng Long 2 dương tính với COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Mỹ Hào đã triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch trên địa bàn. Ca bệnh nhân 785 là nam giới, 42 tuổi, ở Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, là giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Nippon Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thăng Long 2. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 3 tháng 8 khởi phát ho, ít đờm. Đến ngày 6 tháng 8, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua giả soát của các cơ quan chức năng, công ty cổ phần thực phẩm Nippon Ham Việt Nam có 98 công nhân lao động thuộc 8 tỉnh, thành phố, trong đó có 6 huyện, thị xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Tại thị xã Mỹ Hào có 45 người ở 21 thôn tổ dân phố thuộc 10 trên 13 xã phường. Riêng xã Dương Quang có 3 trường hợp tiếp xúc gần với F0 được xác định là F1 và 26 trường hợp F2 và 38 trường hợp là F3. Trong đó, có 1 trường hợp đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. 2 trường hợp được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã, còn lại đang được cách ly tại gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Dương Quang đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động đối với các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không cần thiết như nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí và phun thuốc khử trùng toàn bộ 7 thôn trên địa bàn xã. Thì trên địa bàn Dương Quang là có 66 trường hợp liên quan đến tiếp xúc từ F1 đến F3. Chúng tôi đã ra quyết định và cách ly tại gia đình. Đồng thời thì hàng ngày là chúng tôi cử cán bộ nhân viên y tế cùng với lực lượng công an viên đến tận hộ gia đình để đo thân nhiệt. Đến thời điểm này, thị xã Mỹ Hào đã đưa 9 người đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thị xã và 7 trường hợp được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Các ngành chức năng của thị xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng phun khử trùng tiêu độc tại các gia đình của những trường hợp F1 và tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần đối tượng nguy cơ cao. Hiện nay chúng tôi rà soát trên địa bàn thị xã là có khoảng 360 trường hợp có liên quan đến việc tiếp xúc gần và thực hiện các cái biện pháp phun khử khuẩn, xử lý các cái khu vực mà có nguy cơ lây nhiễm cao. Và chúng tôi cũng cho triển khai khởi động ngay cái khu cách ly tập trung của khu vực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Hiện cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động khai báo y tế, công khai danh sách người lao động tại công ty cổ phần thực phẩm Nippon Ham Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dân, huyện Khoái Châu đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả vào thực tiễn, từ đó giúp thay đổi về nhận thức và hành động của nhiều chị em, đồng thời tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhiều năm là hộ nghèo của xã, một mình nuôi 2 con nhỏ, kinh tế, gia đình chị Phan Thị Chiến ở thôn Bãi Sậy 2 gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2016, từ nguồn vốn tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chi hội đã hỗ trợ gia đình chị 20 triệu đồng tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Nhờ đó, chị có nguồn vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình thoát đói, giảm nghèo. Chị Chiến chỉ là một trong số 165 hội viên được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua hình thức tiết kiệm.
đến nay, nguồn vốn tiết kiệm của chị em phụ nữ xã Tân Dân đã lên đến gần 1 tỷ đồng. Đối với các chị em hội viên khó khăn, đây là nguồn động viên lớn lao giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Rất là mừng được cái tiền vốn đấy thì tôi bỏ ra để chăn nuôi này, trồng trọt, nuôi dạy các con ăn học, đến nơi đến chốn để cho các cháu đi làm ăn. Thế cho gia đình tôi bây giờ được thoát nghèo rồi. Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Kết quả 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức 35 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.250 hội viên, thành lập và duy trì nhiều câu lạc bộ giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, từ thiện nhân đạo, văn hóa, thể thao. Ngoài ra, các mô hình như hũ gạo tình thương, xây dựng gia đình 503 sạch, tiết kiệm, v.v. đều được chị em ủng hộ, thực hiện hiệu quả. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh này thì giúp cho chị em có một cái tinh thần tự tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để có một khoản tiền, từ đó thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai nữa là từ việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì giúp cho chị em có một cái ý chí vươn lên rất là lớn trong khó khăn cũng như là trong lao động sản xuất, vươn lên làm chủ trong cuộc sống. Từ đó đưa cơ sở hội trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, nhiều lần được các cấp biểu dương, khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, từ nhỏ chị Phạm Thị Lý ở thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ có ước mơ trở thành cô giáo được đứng trên bục giảng. Nhưng số phận trớ trêu đã cướp đi đôi chân lành lặn của chị. Như một cái duyên được sắp đặt, chị đã tìm thấy được niềm vui cho riêng mình từ lớp học miễn phí. Từ nhỏ, chị Phạm Thị Lý đã phải chịu thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa. Mồ côi cha từ lúc 5 tuổi, chị Lý sống cùng mẹ và anh trai, chị gái. Khó khăn nhưng bốn mẹ con luôn thương yêu cùng nhau vượt qua những trở ngại của cuộc sống. Những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, nhưng năm 2002, khi học lớp 12, điều không may dồn dập ập đến, mẹ chị mất do tai nạn giao thông. Không lâu sau đó, căn bệnh tim của chị tái phát trầm trọng, phải tiến hành phẫu thuật và để lại di chứng liệt hai chân. Khi bị bệnh ấy, thì mình cảm thấy chán nản và nhiều khi là cảm thấy cuộc sống nó không có ý nghĩa gì, vì trong đang bay nhảy như vậy mà tự nhiên mình lại bị giam cầm trong bốn bức tường, không đi đâu được gì, làm bất cứ việc gì cũng phụ thuộc người khác, và mình cũng nhờ người nhà tìm việc cho mình để mình làm. Nhưng mà công việc với một người bình thường đã khó rồi, mà với một người khuyết tật thì lại càng khó hơn. Không khuất phục trước số phận, chị Lý chăm chỉ tập luyện để thích nghi với cuộc sống mới. Từng ngày, chị vẫn nuôi hy vọng được trở thành cô giáo, trở thành người có ích cho đời. Năm 2010, chị nhận dạy kèm miễn phí cho các cháu nhỏ trong xóm khi bố mẹ bận đi làm, không có thời gian chăm nom. Tuy nhiên, khi thấy thành tích học tập các con tốt lên, nhiều phụ huynh trong làng bắt đầu tìm đến chị để nhờ dạy con. Các em đến lớp học của chị cũng ngày một đông hơn. Từ lúc cháu vào lớp 1 là cô rèn giũa cháu đến tận năm lớp 4. Hai đứa con tôi là cũng được cô dạy dỗ đến nơi đến chốn, để lớp rất là tin tưởng cô. Hiện tại, chị Lý đang kèm dạy học miễn phí cho hơn 50 cháu nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5. Dù không được học qua nghiệp vụ sư phạm, nhưng chị luôn tìm tòi những phương pháp giảng dạy mới giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Mẹ Lý thường nói rất nhẹ nhàng, nhưng những lúc cần nghiêm túc thì mẹ Lý cũng rất nghiêm túc. Mẹ Lý giảng rất chi tiết, có những lúc con không hiểu, mà mẹ Lý giảng cái là con hiểu luôn. Khi mà được kèm cặp các cháu ấy, mình chỉ mong muốn được là mình truyền một phần những kinh nghiệm của mình cho các cháu, để các cháu học tốt hơn, và mình cũng mong muốn được rằng là các cháu thực hiện tiếp ước mơ của mình. Mặc dù cơ thể khiếm khuyết, nhưng chị Phạm Thị Lý đã quên đi những mặc cảm của bản thân, giữ một tâm hồn rộng mở, không ngừng học hỏi và luôn muốn được làm những việc có ích. Đó chính là cách để chị làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Chương trình xin chuyển sang những thông tin khác.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có gần 5.000 người là nạn nhân chất độc da cam đang hưởng trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Tuy nhiên, phần lớn những gia đình có nạn nhân chất độc da cam vẫn còn rất khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Cùng với chế độ trợ cấp của nhà nước, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực trợ giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Ngân, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào bị mất thị lực do ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ bố từng tham gia kháng chiến chống Mỹ đã mất. Gần 40 năm nay, cuộc sống của chị chủ yếu dựa vào mẹ, nay cũng đã già yếu. Những năm qua, chị và gia đình luôn được Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thị xã Mỹ Hào trợ giúp như thường xuyên thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng để xây nhà. Từ khi tôi sinh ra đã không nhìn thấy ánh sáng vì bố tôi là nạn nhân chất độc da cam. Thời gian qua thì tôi được quỹ của bảo trợ bên chất độc da cam là quan tâm giúp đỡ. Qua đó thì gia đình chúng tôi là vươn lên ổn định cuộc sống ạ. Nhờ sự hỗ trợ của quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện Văn Lâm, gia đình bà Nguyễn Thị Thưởng ở thị trấn Như Quỳnh có con trai là anh Nguyễn Văn Hải bị ảnh hưởng do chất độc da cam cũng đang rất hạnh phúc bởi ngôi nhà mơ ước từ bao năm nay của gia đình cũng đã thành hiện thực. Ở trên ngôi nhà mới khang trang thì rất vui mừng, phấn khởi, hạnh phúc và cảm ơn sự hỗ trợ của ban vận động chất độc da cam. Những năm qua, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động được hàng chục tỷ đồng góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, trợ giúp nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã vận động được trên 5,8 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 3,5 nghìn lượt nạn nhân với tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng bằng các hình thức hỗ trợ như xây, sửa nhà, tặng bê sinh sản, khám bệnh, cấp thuốc, thăm, tặng quà. Trong thời gian tới thì Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân da cam các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác xây dựng quỹ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả về công tác sử dụng quỹ, triển khai khảo sát, điều tra, phân loại đối tượng, nắm chắc cái nhu cầu của nạn nhân để xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo hướng phát triển bền vững và thiết thực. Với những hoạt động thiết thực của cả cộng đồng, những nạn nhân chất độc da cam dioxin trên toàn tỉnh đã phần nào được sẻ chia, xoa dịu nỗi đau da cam, thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thực hiện phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Giang đã hỗ trợ 25 triệu đồng tu sửa nhà ăn trường mầm non xã Vịnh Khúc. Toàn bộ số tiền trên đều do cán bộ chiến sĩ lực lượng quân sự huyện tự nguyện quyên góp ủng hộ giúp cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang lại bếp, khu vực chế biến thức ăn và khu nhà ăn cho các cháu. Được biết, trước đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã hỗ trợ 25 triệu đồng cho một gia đình chính sách ở xã Linh Nghĩa để tu sửa lại nhà ở. Lực lượng quân sự huyện sẽ tiếp tục phát động trong toàn huyện tham gia quyên góp và huy động tìm kiếm các nguồn lực khác để chung tay góp phần xây dựng quê hương. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cũng vừa tổ chức khánh thành công trình thanh niên nhà nhân ái tặng cho gia đình chị Đỗ Thị Dung, thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Gia đình chị Đỗ Thị Dung thuộc diện đối tượng chính sách, chị đang sống cùng với anh trai, cả hai người đều có sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã huy động đoàn viên thanh niên đóng góp được số tiền 70 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà cấp 4 mới khang trang tặng gia đình. Tại lễ khánh thành, nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân tặng tiền hiện vật giúp đỡ gia đình chị Dung. Được biết, cũng trong dịp này, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo xã Chính Nghĩa, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả ngoại kiểm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tháng 7, 100% mẫu xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm của các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh đều đạt chuẩn. Trong tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiến hành ngoại kiểm, lấy mẫu nước của 12 đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh để xét nghiệm. Kết quả 100% mẫu nước thành phẩm đều đạt chuẩn. Tuy nhiên, giám sát việc thực hiện chế độ nội kiểm, vẫn còn 5 đơn vị chưa có bản công bố hợp quy, gồm nhà máy nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, nhà máy nước Phố Nối, thị xã Mỹ Hào, nhà máy nước Ecopark, huyện Văn Giang, nhà máy nước xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã gửi công văn yêu cầu 5 đơn vị còn thiếu bản công bố hợp quy, phải hoàn thiện ngay hồ sơ công bố hợp quy, gửi về Sở Y tế Hưng Yên trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.